bữa làm được bài được mày. Được. Trời ơi, bữa tao làm được 2 trang. Làm được tao mới ghê á, tao tao ghi 6 trang lần á. Trời ơi, gì ghê, đừng quên tao nữa. Ừ, mà không biết cái chấm sao thôi, đừng có chấm lạc đề là được rồi. Trời, cho mày 2 chữ lạc. Mày nhiêu điểm vậy? Mày nhiêu điểm? Trong đợt kiểm tra này có một bài được điểm 10 xuất sắc, đó là bài của em Phước. Phước, em lên đọc bài cho các bạn cùng nghe. Dạ. Thưa cô, em xin phép đọc bài. Nó điên nó khùng mà hơi sức đâu còn đánh nó. Thôi con bỏ qua, bỏ qua nghe con. Thứ điên khùng gì đâu. Trời, nó điên nó khùng mà đánh nó làm chi vậy không biết nữa. Ôi về tụi bay ơi, đây có tiền mà về ơi. Cầu tre lắc lẻo coi vậy chứ mà xin đáo để à. Tâm, mẹ kiếm vợ cho con đó. Mẹ cho con lấy người khùng này hả? Ừ, mẹ đem nó về cho con để nó đẻ một đứa cháu cho mẹ, xong xuôi rồi đuổi nó đi. Cái tiền đâu để mà mẹ cưới vợ cho con? Cần có thằng cháu chống gậy cho bà chứ. Mẹ biết là thiệt thòi cho con lắm, nhưng nhà mình nghèo, lấy gì mà cưới hỏi. Mẹ đẻ một đứa cháu cho mẹ, xong xuôi rồi đuổi nó đi. Có gì không mẹ? À, mẹ cưới vợ cho con đó. Mẹ
ngày mẹ sinh ra tôi, không bao giờ bà cho tôi gần mẹ. Bà dành ẩm cháu. Tôi lớn lên trong tiếng ru của bà và vòng tay che chở của cha. Tôi lớn lên mà không biết được hương vị ngọt ngào của dòng sữa mẹ, cũng chưa từng cảm nhận được hơi ấm của vòng tay mẹ như thế nào. Với tôi, những hình ảnh về mẹ chỉ nhạt nhòa trong những giấc mơ. Buông cháu tao xuống, buông cháu tao xuống, đi ra. Mày không có quyền đụng cháu tao, rỡ tới cháu tao là mày chết với tao nha mày. Nội đây con. Nội ẩn nha. Con nên nên đi. Sao không để mẹ nó cho bú? Mẹ cho nó ăn vậy sao no được? Trong sữa của mẹ nó có bệnh điên. Nín đi con. Thằng Phước còn phải trông coi hương quả của ông bà nữa. Từ tháng tới tiền công của con chỉ còn lại. Cái nghèo cái đói lại phải lấy gia đình tôi. Ngày hai bữa cơm đồn khoai đồn sắn cũng không đủ ăn. Mẹ thì vẫn hồn nhiên không biết lo nghĩ gì. Chính cái nghèo cái đói đã buộc bà tôi làm cái việc mà sau này mãi đến ngày nhắm mắt bà vẫn che giúp không vui. Hãy
tao. Đi 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 đi. Làm như vậy bà cũng khổ tâm lắm, nhưng ra ngoài biết đâu còn có người thương cho miếng ăn qua ngày, chứ ở lại thì cũng chết đói cả thôi. Thế rồi hàng đêm bà đi trong ao cá cho người ta, một tay bà chăm lo cho tôi. Thời gian thấm thoát 10 năm trôi qua, đôi bàn tay nhăn nheo của bà ngày một yếu dần. Bà chết là đi xa không có về nữa. Con không chịu, con không mẹ, con không mẹ. Im đi, la hoài, bà đừng chết bây giờ. Phước. Dạ. Lại đây, bà cho nè, mua bánh ăn, ráng học nghe con. Dạ, con cảm ơn bà. Chết rồi, không bao giờ về với tớ nữa. Nó nói láo, mẹ nó điên, bị ba nó đuổi đi rồi. Mẹ mày điên thì có. Phước ơi, Phước. Phước. Phước về rồi hả con? Ủa, chuyện gì vậy con? Tụi nó nói mẹ con bị điên. Tao đuổi mẹ con đi rồi nè, nó ác quá. Chả là mẹ cho con, chả là mẹ cho con. Không nghe. Không được đánh nó, không được đánh cháu của tao. Thôi em đi. Lần sau mày dám nói mày đổi vậy, ba đừng chơi kìa chưa. Phương ơi, con... mẹ đi mày về kìa. Mẹ nhận mẹ mày đi Phương ơi. Mẹ. Cho đến một ngày, một người phụ nữ điên bị dân làng hắt hủi được bà cầm tay trao cho tôi và nói: bà trả mẹ cho con nè. Bà trả mẹ. Lúc đó tôi không thể tin vào tai mình nữa. Con không có mẹ như vậy. Phước. Bà đã làm tôi mất mặt với đám bạn trong xóm. Tôi không có mẹ điên, mẹ tôi không bị điên. Lúc đó tôi đã hét lên rồi bỏ chạy thật nhanh. Một lần nữa, bà lại dẫn mẹ về nhà và tập cho mẹ phụ bà một số công việc vặt. Còn tôi, từ ngày có mẹ thì chẳng còn đứa bạn nào. Chúng sợ lây bệnh điên nên không chơi với tôi. Lúc đó tôi giận mẹ nhiều lắm, tôi còn căm ghét người mẹ như vậy. Chơi nữa, đi vô tụi bay. Trời ơi,
mày đã gây tai họa cho nhà này rồi, trời ơi. Bà Hai ơi, bà Hai. Bà Hai ơi, bà Hai coi nè. Dạ. Bà biểu con dâu bà đi cắt lúa nhà tôi phải dạ, không? Xin lỗi chị Tám, con dạy cái mang để rồi tôi đền cho chị Tám. Trời ơi, trời. Mày giết tao rồi, mày giết thôi, tao. Thôi, thôi đi. Mày, được rồi, chết thôi, mày, không cần đời đâu. Nè. Chết mày nè. Không được khóc, hiểu không? Không được khóc. Mày, vì mày mà tao khổ. Cậu với lúc cũng chả phân biệt được. Đúng mà độn lợn. Mất dạy. Mày biết người này là ai không? Là mẹ của mày. Tại sao mày dám nói hỗn láo như vậy hả? Không có lời mẹ như vậy hả? Mày nói mày không có lời mẹ như vậy hả? Không có ai trị mày phải không? Thì để bà trị mày. Ngược lại, dù mẹ điên, nhưng tình yêu của mẹ dành cho tôi không hề điên chút nào. Mẹ không để cho bất cứ ai bắt nạt tôi. Nhớ có lần tôi bị bạn bè trêu chọc, mẹ đã như một nữ hiệp ra tay bảo vệ con của mình. Các em nghỉ ha. Ê Phúc, Phúc mẹ điên này kìa Phúc. À, làm gì vậy con gì chết nè, dám ra nè bà điên nè. Sau lần đó, người ta đến bắt đền gia đình tôi. Vì không có tiền để đền cho người ta, mẹ tôi đã phải nhận một trận đòn khủng khiếp từ cha tôi. Để rồi, khi đám người kia bỏ đi, cha đã ôm mẹ mà khóc. Mẹ đừng ơi, tôi không muốn đánh bà đâu. Nếu tôi không làm vậy, thì lấy tiền đâu để trả người ta chứ. Bà thông cảm cho tôi. Phước, cậu phải cố gắng học hành. Nếu không, người ta sẽ khinh bỉ nhà mình suốt đời đó con à. Dạ. Thôi nín đi. Mọi chuyện qua rồi. Qua ngất cho bà quá. Bà ơi, sao cháu không phải là bà nữa? Bà ơi, bà cứ
mặt tất cả dành cho con, cho cháu. Bệnh đến kiệt sức, thuốc bà cũng không dám mua. Cái nghèo cái khó đã bắt bà rời xa cha con tôi. Từ đó bữa cơm rau chấm muối chỉ còn lại ba người. Mỗi ngày nhìn chén cơm thiếu nội, tôi chẳng thể nào nuốt nổi. Ăn đi con, rồi còn đi học nữa. Năm đó tôi đậu cấp 3 và phải lên thị trấn học. Ngày lên trường, tôi vẫn nhớ mãi lời cha dặn. Phước à, chỉ có học mới đưa con thoát khỏi nghèo khổ, thoát khỏi tủ nhục mà nhà mình phải gánh chịu bao nhiêu năm nay đó con à. Tôi tự dặn phải học thật giỏi để không phụ lòng nội và để sau này còn chăm sóc cho cha. Đeo vô, đeo vô. Phước. 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 Cái gì nữa? Phước. Phước. Từ ngày tôi đi học xa, cũng may việc nhà có tiếng ba hàng xóm giúp đỡ. Còn mẹ đều đặn mỗi tuần mang đồ tiếp tế cho tôi. Đã gần 3 năm trôi qua, mặc những ngày nắng như đổ lửa hay những ngày mưa xối xả, con đường đèo dốc gần 30 cây số từ nhà đến trường, mặc cho đầu trần trân đất, nhưng chưa một lần mẹ vắng mặt đưa đồ ăn cho tôi. Dù mẹ điên nhưng cũng biết làm cho tôi vui lòng. Mỗi lần lên thăm tôi, mẹ lại cho tôi một món quà, có khi là củ khoai, củ sắn nướng. Nhớ hôm rồi. Đâu ra? Hỏi. Tôi. Hai. Ngon. Ngon. Mẹ tôi không biết nói những từ yêu thương âu yếm như những người mẹ khác, nhưng tôi biết mẹ thương tôi nhất theo cách của mẹ. Thưa cô, có người nhà muốn được gặp em Phước. Chú nói đợi một chút được không? Gần tới giờ ra chơi rồi. Nhưng người nhà Phước báo mẹ Phước đi mấy ngày nay không về. Dạ có. Có thấy cái gì lạ không? Dạ không. Hỏi. À, mà có đem theo cho con mấy trái ổi. Chết rồi, vậy là có chuyện rồi, đi tìm mẹ mày liền. Dạ. Giờ đây khi con lớn khôn.
con mới biết thương mẹ biết mấy, dù sương gió mưa nắng bạc đầu, mẹ chờ che đường con bước đi. Trên con đường mới, con vẫn biết mẹ nơi rất xa, luôn dõi theo những bước con đi. Mẹ, con đã đạt được ước nguyện của mẹ rồi. Mẹ hãy yên nghỉ đi. Thèm khát được mẹ vỗ về. Cuộc sống là những lúc vui buồn, nhớ mẹ con hát một mình. Giờ đây khi con lớn khôn rồi, con mới biết thương mẹ biết mấy, dù sương gió nắng bạc đầu, mẹ chờ che đường con bước đi. Như vầng trăng ngọt ngào sáng trong, như bình minh sưởi ấm đời con nhận ra trên thế gian này chỉ có mẹ là yêu con. Giờ đây mẹ đã xa rồi, con sẽ bước trên con đường mới, con vẫn biết mẹ nơi rất xa, luôn dõi theo những bước con đi. Con vẫn biết mẹ nơi rất xa, luôn dõi theo những bước con đi.